Thấy ấm hơn chưa? Sao chị, mình cũng là vợ chồng mà. Hôm nay mọi người thấy hai giỏi có gì lạ không? Nè, cậu khai thiệt đi. Hôm qua đi đâu cả đêm mà không về phải không? Đâu có đâu, em ở nhà mà. Đừng có chối nha. Tối hôm qua tôi với mọi người nấu chè định kêu cậu qua ăn. Mà không có thấy cậu đâu hết trơn á. Khai thiệt đi cậu giỏi. Ờ, anh hai nè. Anh với lại cô Lài có chọn ngày nào để làm đám hỏi chưa? Cái đó cũng còn tùy thuộc cho thầy Tư nữa. Cái gì? Dạ thầy. Hả? Thầy. Dạ thưa thầy. Mày cưới vợ cho bộ tao sao tự nhiên đổ qua bên này? Hả? Thì ý con muốn nói là thầy coi ngày nào thầy rảnh và thấy ngày nào đẹp thì thầy qua thầy thưa chuyện giùm con. Phải ơi, có người tìm. Ờ, đợi tôi chút. Ừ. Còn mấy cái nữa nè. Phải mày lại mới được. Ờ, có gì tao phụ cho. Dạ. Lần trước á, mình tự ý mang lễ vật qua nhà người ta. Gia đình Lại rất là giận rồi. Không biết lần này người ta có chịu tiếp mình không? Người ta tuy nghèo nhưng mà trọng lễ nghĩa.
mình làm chuyện thất lễ với người ta. Con biết không, lần trước cha cũng mà bển nói chuyện với người ta, nhưng mà người ta phớt lờ, không bàn tới chuyện hôn nhân của con với lại. Thôi, hai cha con cứ yên tâm đi, tôi có cách để làm cho người ta phải chấp nhận mà. Thiệt hả má? Con làm sao vậy? Bộ từ trước tới giờ má hay nói láo với con nhiều lắm hả? Bằng cách nào bà nói tôi nghe thử coi. Thiên cơ bất khả lộ, tôi đã nói rồi, tôi đã ra tay á, thì không có chuyện gì là tôi không làm được hết á. Má, má đừng có nói với con là má dùng thủ đoạn nữa nha. Con đó nha, vừa phải thôi chứ, sao lúc nào con cũng nghĩ là má làm xấu hết trơn vậy hả? Má nói có là có, còn thí dụ như con không tin thì thôi á, má khỏi làm. Thôi mà. Má, con nói giỡn thôi mà, má chấp nhất làm chi cho mau già. Tại vì con tò mò quá, thì má bật mấy chút xíu cho con được không? Anh nói không là không. Ở đó mà chờ tin vui đi, ông cũng vậy đó. Cách của mình chắc chắn sẽ thành công. Con mới đi chợ vậy hả Lai? Dạ. Ủa, Thiêm Út với mọi người đi mất lúa hả? Thiêm với mấy bà con đi mất lúa mới về. Dạ. Nghe nó bay sắp lấy chồng rồi phải không? Sướng dữ ta. Mời mốt bắt người ta là vợ của thầy đờn gánh hát nổi tiếng đó nghe. Bốt á, mình có muốn đi coi hát thì nói với cô Lài một tiếng, thì cô Lài nói cậu Hai giỏi một câu là được vô liền à. Đúng không? Đúng không chị em? Đúng rồi mà, cứ tập đi hoài à. Mai mốt á, chồng đờn, vợ hát, được con múa nữa, chắc là vui lắm cô Lài ha. Sau này á, cô Lài lấy cậu Hai giỏi á, đi theo đoàn hát như là đi du du khắp nơi à, thích quá còn gì, đúng không cô Lài? Mà tôi nói nghe, sắp đám cưới á, mà không nói tôi, vài bữa mời tôi á, tôi không thèm đi đâu à nghe. Thôi bà Tiếp Út, chưa có gì hết trơn á, mà Tiếp có chồng con hoài à. Thôi vậy con về trước nha. Cô Lài, đi đâu mà vội vậy? Thầy lại đi hẹn hò với thầy Hai giỏi đúng không? Lúc này rảnh rỗi quá anh Hai ơi. Mà anh Hai nè, bà biển sống giao việc gì cho hai anh em mình làm hả chị? Nói nó nhỏ nhỏ thôi. Dạ. Nó lớn thì tụi nó nghe rồi sao? Dạ. Ý, hình như là bà biển kệ Hai. Bà này chích lên lắm nè. Mày muốn mình có cần gì á, nói tên bà mới xuất hiện liền kìa. Mày không nói gì hả? Ý em nói á, mới nhắc là thấy bà liền. Tía, hả? Con nấu canh chua với này nha. Tía ơi. Chuyện gì vậy? Bà biển tới kìa. Tía, bà tới gì vậy tía? Hỏi tía sao tía biết được, đi vô nhà đi. Kêu má mình ra tiếp, đi nhanh. Dạ. Lại đi. Dạ. Bà ơi.
Ủa, bà đi đâu vậy anh hai? Ngu quá, mày hỏi tao tao biết hỏi ai. Không lẽ bà đi hỏi con lại cho thằng hai tránh sao? Ngu quá, tao mà biết là tao là thánh rồi. Em ghi đâu là trúng phốc đó anh hai? Ngu quá, trúng phốc cái đầu mày chứ vậy. Mày ngu mày nói nhiều quá. Đắp vô đây đi. Dạ. Tại sao bà tới đây làm gì? Đúng rồi, tại sao em tới đây làm gì? Đúng là nghi lắm. Em cũng nghi như thế này vậy đó. Nghi lắm. Ủa mà mày nói nghi là nghi sao? Ủa em đâu biết đâu. Ý mày ngu quá. Dạ à, mời bà. Dạ dạ chào bà. Bữa nay bà tới đây có chuyện gì à? Dạ mời bà ngồi. Ủa sao nhà có mình bà ở nhà vậy đó hả? Dạ. Nè tôi nói cho mấy người biết nha, lo mà dạy con gái của mấy người đi, đừng có mà rù quến con trai của tôi nữa. Sao? Trời ơi, đũa móc á mà bày đặt á, trời mong son. Coi chừng đó nha, trèo cao rồi té đau đó. Bà ơi, tôi xin bà bớt giận mà, có gì để tôi dạy lại con của tôi sao nha bà. Ờ, lo mà dạy nó đi. Bà nói hàm hồ vừa phải thôi. Ai quyến rũ con trai bà? Từ đây về sau á, bà và con trai bà đừng đến đây nữa. Vậy, ông nói gì? Tôi nói bà với con trai bà đừng đến nhà tôi nữa. Con à, có chuyện gì mà trông con có vẻ thất thần quá vậy? Con vừa nằm mơ thấy má qua nhà người ta la sùm hết. Tía của Lại giận quá cấm cửa con luôn. Con à, tuy rằng má con là người cố chấp, nhưng mà má con đã chịu qua nhà người ta thì chắc là không làm cho gia đình người ta mất mặt đâu. Nhưng con vẫn thấy lo. Má lúc nào cũng coi thường mấy người nghèo hết á. Con chỉ sợ qua bên đó làm mít lòng người ta thôi. Sao con không chịu đi theo má con để biết đường mà cản? Má có cho con đi đâu, bắt con ở nhà chờ nè. Nhưng mà con à, đừng có sốt ruột nữa. Sốt ruột cũng không có giải quyết được chuyện gì đâu. Tin má con lần này đi. Ha. Hy vọng bà không gây ra chuyện gì nữa. Hôm nay tôi đến đây là muốn chính thức hỏi con lại cho thằng chánh nhà tôi đó mà. Hả? Bà? Bà nói cái gì vậy? Thì tôi nói vậy đó. À đây nè, tôi có mang một chút nữ trang để tặng cho con lại. Tôi biết là con Lai nó sẽ không có những thứ này đâu, cho nên tôi cố tình đem qua đây để tặng cho nó, coi như là làm ơn chú ông. Rồi mai mốt á, ví dụ nó mà đặt chồng của tôi á, thì tôi sẽ tặng. Bà, cảm ơn bà đã quan tâm tới cháu. Nhưng thưa bà, nhưng tôi không dám nhận đồ dịch nữa đâu. Bà hãy mang về cho. Trời ơi, ông anh nói gì kỳ cục vậy? Cái này là tôi tặng con cháu của tôi, chứ đâu có tặng cho hai anh chị đâu mà sao tự nhiên từ chối vậy? Bà cứ biến ra như vậy đó, cảm ơn bà. Nhưng mà những cái đồ này bà lại về dùng cho tôi cũng nhắn nhận cho bà. Thôi tôi hiểu rồi, chắc là anh chê là ít quá thôi. Nếu như mà chê ít đó thì yên tâm, chừng nào chạm hỏi đó thì tôi sẽ đem cho. Dạ dạ, không phải chị đâu, không phải chị thì thôi. Nói gì vậy? Chị là đồng ý rồi phải không? Để đây nha.
Trời ơi, trời ơi. Ngồi bất thần ở đây vậy? Chào cô Tuyết. Công nhận cô linh thiệt nha. Trong đầu tôi mới vừa nghĩ tới cô là cô xuất hiện liền luôn vậy. Xạo quá đi ông ơi. Tôi nói thiệt, sao lúc nào cô cũng nghĩ là tôi xạo với cô hết vậy? Ê, hôm nay thấy tôi đẹp không? Đẹp. Cô lúc nào cũng đẹp, mặt gì cũng đẹp hết trơn. Ủa, dạo này chuyện cô với Hai Chánh sao rồi? Tiến triển tốt không? Thì tất nhiên là tốt rồi. Tại vì ông bà Ba Vàng không có chịu gia đình ông bà Biển đâu. Cho nên á, hai người đó đâu có gả được cho nhau thì tất nhiên là tốt rồi. Ê, mà hôm nay sao tự nhiên quan tâm tới chuyện của tôi vậy? Tôi làm những gì có lý do hết. Mới lúc nãy tôi thấy bà Biển qua nhà của con Lại. Tôi nghi là bà qua bển bà hỏi cưới con Lại cho chắc. Thiệt á hả? Tôi nói thiệt mà. Chính mắt ông nhìn thấy bà Biển qua nhà con Lại. Chính mắt tôi với thằng Ròm nhìn thấy bà. Vậy ba, ba dừng vậy. Con lại làm rớt vàng dòng của bà Biển xuống đây hết trơn rồi. Rớt ở đây nè. Đâu đọc xong đi, tôi cũng tìm con được ơi. Không đi ơi, rắc tìm con ngon chưa lớn đâu đó. Dạ. Rớt ở đâu? Đi ơi, chắc nó chạy đi rồi chứ ơi. Đang tìm coi. Đi chỗ này nè. Tôi đừng có khóc nữa. Chuyện tôi đã lỡ như vậy rồi, bây giờ mình có làm gì tốt với đâu cô. Cô làm cái gì vậy? Gọi chỗ đi, chừng nào má con về thì về chứ cô làm gì? Má về. Má vô ngồi đi. Ông bằng cái gì vậy? Cái gì mà rần rần vậy? Ngồi đi bà. Má mệt không má? Người ta nói sao hả má? Má uống nước nha má. Nè má uống nước đi. Con từ từ được không hả? Bà làm bằng cách nào mà người ta nghe lời vậy? Tôi đã nói rồi, làm theo cách của tôi á, không những nghe lời mà bây giờ mình muốn cái gì là người ta chiều theo cái đó.
Hay dạ. Má thiệt là lợi hại, hay quá. Con á, bây giờ mới chịu khen má đó hả? Thôi, nhiệm vụ của má như vậy là đã hoàn thành xuất sắc rồi phải không? Bây giờ má vô má nghỉ đó. Dạ, má vô má nghỉ đi. Tôi vô rồi nha. Dạ, má nghỉ ngơi nha má. Thấy không? Thấy má mày chưa? Cảm ơn cha nha. Cảm ơn má con kìa. Dạ, cảm ơn má. Nhưng mà cũng cảm ơn cha. Vì cha đã ủng hộ cho con. Đâm ra má mới đi hỏi cưới lại cho con. Thôi, đừng có khóc nữa nghe con. Chuyện đã lỡ rồi, ra ăn miếng cơm nghe. Con phải có sức khỏe thì mới làm được những gì mà con muốn chứ. Đi đi con. Sao mà con bất cẩn quá vậy? Từ bây giờ tiền đâu mà trả cho người ta đây thăm má? Con đứng đi con, đừng có khóc nữa. Lâu lắm rồi á, cái bến sông mình có một cái đám cưới lớn như vậy đó nha. Nhưng mà đám cưới ai không biết không? Trời, cái thằng này nó ngu dễ sợ. Thì con lại con ba vàng chứ ai. Ông ba vàng nào? Tao nghe nói con nhỏ nó đang cặp với thằng thầy đàn gánh hát phải không tụi bay? Nói dài nữa. Mai mốt á, mình quen với người trong gánh hát. Mình đi coi hát khỏi mua vé luôn. Cạn ơi. Cạn ơi. Coi cái gì mà coi. Cưới đâu mà cưới. Bà, bởi vậy chưa tới nhà là cái miệng ông ống nói tầm bậy tầm bạ, người ta nghe được được chửi vô đầu bà đó. Chứ ông không biết hả? Nè, tôi mới đi chợ về nè. Tôi nghe nói hả, bà Biện bà đem vòng vàng qua. Bà hỏi con lại cho cậu hai chánh đó. Rồi sao? Thì con nhỏ đâu có chịu. Ông xê tôi ngồi coi. Mà nói tôi nghe coi. Con nhỏ đâu có chịu đâu. Nó đem qua nó trả. Rớt hết vòng vàng xuống sông luôn. Thiệt chuyện hả? Rồi bây giờ nó phải lấy chứ sao? Nó không có tiền trả người ta rồi làm sao? Đúng là cái con mẹ Biện Tôn này. Ác thiệt chứ. Chuyên môn khóa đám người ta không à. Tôi đâu có tin đâu. Tôi nghe ngoài chợ nói tôi nửa tin nửa ngờ. Cái tôi mới qua nhà ăn lại tôi hỏi luôn. Đúng thiệt như vậy. Cái con nhỏ tội nghiệp hết sức luôn vậy đó. Cái con mẹ Biện Tôn này chuyên môn khóa đám người ta không à. Mẹ này. Ông nói nhỏ cái miệng lại coi. Bộ ông muốn rước họa cho thân hả? Cái miệng hại cái thân có biết không? Chỉ mà cũng tán được cái. Ít nhậu thôi đó. Nhậu sao ít được. Uống đi hả ngươi ơi. Hồi nãy á, mình chia vui với tụi nó. Thôi bây giờ mình chia buồn với con lại với thằng giỏi. Cạn quá. Uống đi, uống đi. Nhậu thoải mái luôn. Loan. Dạ. Sao lúc nào tôi cũng thấy cô buồn bã vậy? Bộ có ai chọc cô hả? Em có buồn gì đâu anh. Nè, đàn ông á, ghét nhất là mấy cô gái buồn bã như vậy. Lúc nào cũng phải vui vẻ yêu đời lên, biết chưa? À quên nữa, Loan. Dạ. Tới bữa mà tôi với lại làm đám cưới á, cái
Loan làm phụ dâu trở lại được không? Sao không trả lời tôi? Bộ sợ làm phụ dâu rồi cái ế duyên này. Dạ đâu có đâu. Anh nhờ em làm phụ dâu vậy em thấy vui lắm. Chị là Loan dựng lời rồi đó cha. Tới ngày đó không có được chạy làng đó. Sợi dây đó có phải là... À, cô lại tặng tôi đó. Nó như là sợi dây tơ hồng để gắn kết hai chúng tôi lại với nhau. Cảm giác sắp sửa nãy giờ vui đến vậy luôn. Thiệt tình là tôi nghĩ chắc là tôi tu 7 kiếp mới được lại ưng như vậy. Chứ bao nhiêu người giàu có tới hỏi cưới lại mà lại có chịu đâu. Lại đi thương một cái thằng đờn nghèo như tôi. Lại mà không lấy tôi chắc là tôi ế gì nghèo luôn đó. Tại anh không biết chứ, cũng có người cam tâm tình nguyện gắn bó với anh suốt cuộc đời đó chứ. Anh Hai giỏi ơi, thầy kêu kìa. Ờ, à, tôi ra liền. Lẹ lẹ anh ơi. Gì vậy? Gì mặt cào quạo vậy? Hả? Mới vừa nghe được chuyện, bực mình quá. Chuyện gì bực mình? Nói má nghe coi. Thì bà Biện đó, bà qua nhà con Lài, hỏi cưới nó cho hai chánh. Thiệt không? Bà ai nói con nghe? Thiệt, coi lắm chứ ai. Mà công nhận là bà Biện thì bà xảo trá thiệt. Một mặt á, thì bà nói là bà khen con, bà muốn con á là con dâu của bà. Mặt kia hả, thì đi hỏi cưới con Lài cho hai chánh. Để con qua nhà bà con hỏi chuyện coi sao. Khoan 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 khoan. Mày sao tùm tướp quá à? Lời cái thằng cò lắm nói á, chưa có đáng tin đâu. Mày phải tìm hiểu cho kỹ là bà Ba Biện á, bà qua bên nhà con Lài có chuyện gì hay là không. Rồi lúc đó gặp bà nói chuyện cũng chưa có muộn. Ào ào à. Nhưng mà lỡ bà qua dạm hỏi rồi thì sao mà ngăn cản được. 30 cũng chưa phải là Tết đâu. Con cứ im lặng theo dõi tình hình đi. Nếu mà chuyện xảy ra đúng như vậy đó thì để cho má tính, không có gì phải lo hết á. Mà cũng công nhận nhỏ này hay thiệt. Có gì đâu mà hả, làm cho hai chánh chết mê chết mệt. Mà nó mê mệt rồi thì không có ngăn cản lại được đâu. Má đã nói với con rồi, con không có việc gì phải lo. Cứ điều tra cho kỹ đi. Rồi nếu mà có chuyện gì xảy ra, lúc đó con nói chuyện với bà Ba Biện được. Chứ bây giờ á, mày cứ ào ào tôm tướp vậy mắc mặt bà, bà sẽ ác cảm với mày đó, hiểu chưa? Bây giờ mình tính sao đây ông? Hay là mình cứ đi cầm cố ruộng vườn vậy? Dù có bán hết ruộng vườn, nhà cửa cũng không đủ tiền để mà mua đền cho người ta đâu. Thì mình mượn thêm mỗi người ít nữa. Không đủ. Ông ơi, hay là bây giờ đi qua bà Bảy mượn chút ít, rồi mình cầm cố thêm vườn ruộng nữa, chắc là đủ đó ông. Mà trước giờ có mượn ai bao giờ đâu. Bây giờ đi mượn á, chưa chắc người ta đã cho mượn. Thì giờ mình cũng phải tính chứ biết làm sao. Còn nước thì còn tát. Tôi biết cái chuyện này nó khó cho ông lắm. Hay thôi, ông để tôi đi mượn nha. Đợi ai vậy? Lại lên nghe.
cổ vẫn chưa tới hả anh? Anh có báo với cổ là mấy giờ diễn chưa? Tôi báo rồi. Mà lạ là hôm nay không thấy thằng Đực tới nữa. Mọi bữa là nó tới tìm tôi rồi. Chắc cổ tới trễ một chút thôi. Hoặc là có thể là cổ đang ngồi trong ở số khán giả mà anh nhìn chưa ra đó. Cũng mong là như vậy. Không hiểu sao từ chiều tới giờ tôi nóng ruột quá. Mong là không có chuyện gì xảy ra. Coi, hai đứa này sao không lên chuẩn bị đi con? Dạ. Còn cái thằng này đi ra coi đời đóng đồ sao quải đó chưa? Dạ. Ít trời đất ơi. Còn ai nữa không? Lên chuẩn bị nè. Dạ. Dạ, dạ lên đủ rồi thầy ơi. Chiều từng chiều bên nhau, bóng mong tình xưa đôi ta cùng nhau đắp xây đường xa xôi cất tiếng nhưng lòng chung tay lời hẹn thề cho nhau dù xa xăm xăm đừng buồn hơi khô lạnh gió sao đất nóng lên có sông con đường người từng xưa bước đi trong sông nào để lặng đôi anh trai, anh đây bị bắt. Cái gì vậy? Khoan đã. Tôi có làm gì đâu bắt tôi. Ê mày, về đi cảnh rồi nói chuyện mày. Ê mày, sao sao? Đây, buông ra. Mẹ mày, tôi đang vậy. Anh thằng quái. Ai gì? Tại sao mấy người bắt tôi xuống? Ngồi xuống mày, ngồi xuống cho mày. Tôi không có tội gì hết á. Ai nói là mày không có tội? Tội gì? Ai sáng tác cái bài nhạc cò lắm cua gái để bọn con nít đọc ra rã từ đầu trên sống dưới hả? Sao tôi biết được? Mày không sáng tác thì ai sáng tác? Tao nói cho mày biết, đó là tội xúc phạm danh dự của một công dân tốt. Đúng. Mà công dân tốt là ai? Là tao. Ôi trời, tự nhiên bây giờ mấy người đổ hết tội cho tôi là sao, trong khi tôi không biết ai sáng tác cái bài đó. Mà nè, anh có bằng chứng không? Có vật chứng không hả? Nếu không có bằng chứng, không có vật chứng á, mau thả tôi ra đi. Ê, mày nói gì hả? Nè, không phải mày là tác giả bài về đó? Không, tôi làm gì biết bài đó. Vậy mày biết ai sáng tác bài về đó đúng không? Sao tôi biết được, tự nhiên hỏi tôi. Nè, nếu thiệt là mày biết á, mày khai ra đi, tao sẽ cho mày bước ra khỏi chỗ này liền. Nè, khôn hồn thì khai, nghe chưa mày? Khai đi mày. Nè, ở đây không phải là gánh hát của mày mà mày cứng đầu. Không khai ra, tao sẽ cho mày ở tù một công. Một công cơ mày? Mày không lấy cớ gì bắt tôi? Tôi không có tội tình gì hết. Tôi không sáng tác bài đó, tôi cũng không biết ai làm bài đó. Mày không thả tôi đi, tôi không biết. Giờ tôi về á. Ngồi xuống. Mày không biết thì ai biết? Sao? Bây giờ có khai không? Bây giờ không khai phải không? Tôi không biết, tôi không khai. Tốt. Tụi bay đâu? Dạ. Dạ. Nãy giờ làm phiền nó nhiều quá rồi. Dạ. Dạ. Nó mệt lắm. Dạ. Đưa nó vô trong đó cho nó nghỉ ngơi. Rồi tụi bay chăm sóc nó giùm cho tao. Hả? Dạ. Dạ. Tôi không cần tiếng ở đây. Tôi muốn về. Tôi muốn đi về. Tôi về cánh hát của tôi.
mấy người thấy đó, đi mày, mấy người không có người bắt tôi, mày không có tội gì hết. Mẹ vậy, anh đi đâu? Tập trung, tìm mày lực. Ở đó. Dám đụng tới tao hả? Tụi bay có biết không? Cái Thanh Hoài á, vừa diễn tuần xong, bước ra là bị lính bắt đi luôn. Ủa, sao tối qua không thấy mày ra coi tuồng gì được? Mày bị khùng hả? Nhà nó có chuyện sao mà đi? À, tao quên. Ờ mà nè, bộ mày không tìm được gì hết hả? Tao mò hết cái khu đó rồi, chả thấy cái gì hết á. Ủa mấy đứa, đang bắt cua hả? Trời trưa nắng rồi sống về nhà đi, ở đây làm chi? Ê, nhỏ, hình như Cưng là em của Lại phải không? Đúng đó rồi đó chị. Ê, chị hỏi nè, chị nghe người ta nói á là chị của em sắp lấy chồng phải không? Còn làm dâu của nhà giàu nữa. Ai thèm làm dâu cái nhà bà Kênh Kiệu đó chứ. Mày đặt đem vòng vàng qua tặng. Trời ơi, bà đem vòng vàng qua tặng cho nhà em vậy á hả? Ừ, chị tôi á không có thèm, đem trả lại bả rồi. Nhưng mà Đức chỉ đem vàng đi trả cho bà Biện thì chỉ làm rớt xuống sông rồi, giờ kiếm đâu ra mà trả cho người ta? Không có tiền đền cho người ta là chị Lại phải lấy cầu hai chánh hả mày? Mày chứ sao nữa, có một gia tài lận đó. Nhưng tao thấy á, chị mày làm dâu nhà giàu sướng cái mồ, sướng cái đầu mày á. Cái bà Biện nè, nói một đường làm một nẻo, tao sẽ không bao giờ để yên cho đâu. Ê, ai làm gì bà? Bà bảo quạo gì vậy? Không biết nữa, chắc chị ấy bực mình chuyện bà Biện á. Dạ, con chào chị Bảy. Qua đây làm cái gì? Dạ, con qua đây là con muốn xin dì Bảy cho con mượn mượn tiền. Mượn tiền? Dạ. Mượn rồi lấy cái gì trả tôi? Dạ, con sẽ cố gắng mần để trả nợ cho dì. Đi mần. Cô mận thì bao nhiêu đồng, rồi chừng nào mới trả hết nợ cho tôi? Vậy nếu vậy, con sẽ qua ở cho dì để trừ nợ. Thôi bỏ đi. Cảm ơn. Nhà tôi đủ người rồi, không có kiếm người để mần thêm ha. Ha. Thiệt ra tôi cũng muốn cho cô mượn tiền lắm, nhưng mà ngặt một nỗi, cô không có khả năng trả cho tôi thì làm sao tôi dám cho mượn được. Tiền của tôi cũng là mồ hôi nước mắt mà. Vậy đi cô ha. Dạ, thưa dì Bảy con về. Ờ, không tiện. Chè hôn múc còn chén. Không. Gì vậy? À, kể cho nghe nè. Hồi sớm mời á, con Lại nó qua nhà mình. Nó qua làm gì? Nó qua nó mượn tiền, không lẽ nó qua thăm tao. Sao? Nó qua nó mượn tiền má. Ừ, mà má hiểm lắm, má đâu có cho nó mượn đâu. Mà chẳng những vậy hả? Má sĩ giả hả? Nhục mà, gục mặt bỏ về luôn mà. Nó qua nó mượn tiền má làm gì ta? Ai mà biết. Chắc nhà nó có chuyện gì xảy ra, cần một số tiền lớn mới qua nhà mình mượn đó. Ê nhỏ,
Hình như Cưng là em của Lại phải không? Đúng đó rồi đó chị. Ê chị hỏi nè, chị nghe người ta nói là chị của em sắp lấy chồng phải không? Còn làm dâu của nhà giàu nữa. Ai thèm làm dâu cái nhà bà kênh kiểu đó chứ. Mày nhặt đem vòng vàng của tặng. Trời ơi, bà đem vòng vàng của anh tặng cho nhà em vậy á hả? Chị tôi á không có thèm đem trả lại bà rồi. Nhưng mà lúc chị đem vàng đi trả cho bà mẹ thì chỉ làm rớt xuống sông rồi. Giờ kiếm đâu ra mà trả cho người ta? Không có tiền đợi cho người ta là chị lại phải lấy con hay tránh hả mày? Mày chứ sao nữa, có một gia tài đó. Nhưng tao thấy á, chị mày làm dâu nhà giàu sướng cái mồm, sướng cái đầu mày á. Thì ra là vậy. Gì? Mày sẽ mày không cho nó mượn tiền đi. Mày điên hả? Mượn mày lấy cái gì đó trả? Đúng là má già rồi. Ê không, má lớn tuổi rồi không có suy nghĩ thấu đáo gì hết trơn á trời. Sao? Hôm trước á, bà ba biện qua nhà của nó cho nó một mớ trang sức mắc tiền lắm, nhưng mà nó vô tình làm mất đi. Bây giờ má đem tiền qua cho nó mượn, nó mua lại trả cho bà ba biện thì Hai Chánh không cần phải cưới nó nữa. Mà nếu mà nó không có thì Hai Chánh phải cưới đúng không? Sao tôi ngu quá vậy ta? Chuyện vậy mà nghĩ không ra ta. Tiền gì?